đồng hành cùng với chiến dịch cùng đồng bào vượt lũ do Quỹ Hy vọng phát động, công ty Uniqlo Việt Nam đã quyên góp 1 tỷ đồng và 9.000 trang phục hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh phía Bắc nhằm khắc phục hậu quả của bão số 3 Yagi. Khoản quyên góp từ Uniqlo Việt Nam trao cho Quỹ Hy vọng sẽ hỗ trợ các tỉnh phía Bắc cải tạo phòng lớp, xây dựng lại ta luy bờ kè, giúp các trường học an toàn hơn, đồng thời trang bị sách vở, đồ dùng học tập, quần áo bị cuốn trôi theo lũ cho học sinh. Đến thăm các trường thì chúng tôi càng hiểu hơn những khó khăn mà thầy cô và các em đã trải qua. Điều làm chúng tôi xúc động là các thầy cô đã rất nỗ lực để đưa các em trở lại trường học. Nghĩa cử này đã tiếp thêm năng lượng, động lực để Uniqlo tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Những cái đóng góp ủng hộ bằng tiền mặt của Uniqlo đã giúp cho những cái trường vùng cao để thật sớm có những cái nguồn lực để mà sửa sang lại trường học của mình, lớp học của mình và đón học sinh quay trở lại trường. Bên cạnh đó, 9.000 sản phẩm quần áo từ chương trình ReUniqlo được trao tặng dịp này cũng là hoạt động ý nghĩa, không chỉ vì sau giai đoạn bão lũ mà còn bởi mùa đông sắp tới. Trẻ em chính là tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này có thể giúp các em vùng lũ vượt qua khó khăn, được trở lại học tập trong môi trường an toàn và yên tâm trau dồi tri thức, xây dựng tương lai. Mùa đông năm nay con đã có áo ấm mặc rồi, con xin cảm ơn các cô chú rất nhiều. Lớp học đã trở lại sau mưa bão, không còn lấm lem bùn lầy. Khởi đầu cho tương lai mới là rất nhiều tình yêu thương.